Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắp một con chuồn chuồn như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đầu tiên tôi chuẩn bị giấy A4 có kích thước là 15x15cm. Ta bắt đầu gắp hai đường chéo. Mở ra. Ta gắp thêm hai đường ngang nữa. Nón vành. Ta bèo là khác. Về mặt dưới này ta cũng đắp giống như vậy. Không, cũng tùy theo bữa. Mà tiếp sau lớp gì khi không nghe lời á, giờ quấn bộ quen tên quấn bộ quấn. Tại bà có tiền thì nó thương con bà. Thì hai phần mà ta gấp lại chút này. Đâu có đứa lớn nó biết rồi ở rồi quấn. Thank you.
làm thơ tôi nuôi. Đây phần này, ta dùng cái tay dán này. Quay cái nhà về nuôi, hồi lên là máy lăn bèn. Rồi phải đào quả bà, nó bước đi không kịp.